Đó, anh em thấy không? Đây, đây là dàn PC của mình nè. Đó, có đến ba cái màn hình nữa, thấy không? Đó, ở kế bên mình có một lon Coca nè, để khi mình chơi game mình buồn thì mình sẽ uống nè. Đó, bên đây còn có cả một cái đùi gà nữa. Trời ơi, ngon nha. Đây là cái thùng PC của mình nè, anh em thấy không? Trời ơi, đầy đủ màu sắc luôn. Còn đây chính là nút quẹt của mình đó, nút quẹt YouTube của mình nè. Nè, anh em thấy chất cơm đó, dàn PC của mình á. Thì có rất nhiều bạn hỏi là làm sao để có được dàn PC này. Thì thật ra cái dàn PC này là có một cái câu chuyện đã xảy ra. Đó, câu chuyện này cách đây khoảng một tháng. Thì mình sẽ kể cho các bạn nghe nha. Một tháng trước. Ủa? Tại sao mình lại tỉnh dậy ngay lúc này ta? Trời còn tối mà. Đâu để ra ngoài đường coi coi. Ui trời sáng rồi anh em ơi. Quên quên đi học đi học. Trời mình quên mất hôm nay là thứ hai mà. Đi học thôi. Nhưng mà Tâm ơi. Ủa? Ai vậy? Ai kêu mình vậy? Có nhà. Ủa lại lên rồi chứ mày. Ủa giờ lại lên muốn giờ học rồi. Ủa hai người cũng muốn đi chạy hả? Dạ đi chơi đâu qua luôn qua kia mày ơi, qua kia mày đi chơi đi đi ơi, giờ đến giờ đi học còn em không đi gì, học sinh gì không gương mẫu hết thì hết á. Lại lên lại lên đi học trễ rồi đó. Thì đi học trời ơi, làm gì gấp gói cái gì, đi 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 nhanh nhanh. Trời ơi đêm qua lại mải mê chơi game xong rồi xong nhìn cái đồng hồ kìa rồi xong. Giờ học là 1 giờ chiều mà giờ đến 3 giờ chiều rồi, học hành gì nữa. Bây giờ vô biết ảnh hưởng này không? Ảnh hưởng đến các bạn, đến thầy cô, đến mọi người luôn á. Thi đua trường lớp bây giờ mình là người có ý thức đúng không? Ý của ông là sao? Hả? Ý ông là sao? Ý tôi là tôi không muốn làm ảnh hưởng đến lớp bây giờ. Do mình bị ghi sổ đầu bài chứ hết anh kiểm rồi đầu tuần người thi đua tụt sao? Không, bây giờ thà đi trễ á thì cô chỉ trừ có 1 điểm một bạn. Nhưng mà nghĩ là cô trừ tới 3 điểm một bạn lần á. Cô trừ mình thôi nhưng cô không ảnh gọi là lớp không bị ảnh hưởng, không bị ghi tên sổ đầu bài á, chứ giờ vô mấy thằng nghĩ lên lắm lắm cô ông, sao ông đừng có suy nghĩ vậy chứ ông tính làm gì đi học thôi phong ơi. Giờ tôi nói thật là tôi khuyên ông là bây giờ chúng mình đi nét đi, giờ vô bị trừ điểm chết thì học mà ăn gì nữa, đi chơi nét hả? Á chơi nét đi sao mà giờ mình đi chơi nét vậy, giờ đi vô học đi 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 Phong, đi nghe lời tôi đi vô học đi. Thôi đi vô học giờ bị trừ điểm về ba má biết, ba má la rồi ảnh hưởng đến trường lớp rồi học phụ huynh. Đúng rồi, lỡ đi bây giờ mình đi trễ mình bị ghi tên sổ đầu bài thôi. Hay mình giả bộ mình bệnh nghỉ học đi cũng được. Nói nghe là gần trường mình mới mở một cái quán gọi là cực kỳ nhiều máy khủng luôn, thò 10 gọi là cạc 2080 thòi gì tiệm net máy tính 2080 luôn. Ôi đúng rồi, vậy nguyên cái máy không là 70 triệu thôi, máy tính 70 triệu luôn. Đúng rồi, mấy ông không vô đúng không? Vậy tôi vô lớp đây. Bà vô đi, bà vô mà bà bị trừ điểm không? Cuối năm này bà học phụ huynh rồi thì ba má chui cầm bàn luôn á. Thôi con mà có hỏi tôi sẽ nói là mấy ông đi chơi nét mấy ông nghỉ học. Thôi trời, bạn tôi với nhau từ từ. Giờ nè, khi nào mà cô hỏi thì phải kêu là gọi là bịch tôi cả Phong bị ốm nặng lắm rồi, chốt mũi rồi, có sổ mũi rồi chốt này nọ xong rồi nhớ điểm danh dùng nha. Trời ơi. Còn lâu. Ơi Bạch ơi, nghe lâu quá, hay là mình vô mình học đi, lỡ chảy đi đến rồi chứ giờ đi chơi nét là bị. Thôi nghe tôi bây giờ vô nè, bác phải biết rằng là mình về mình cũng lắm mình bị gọi là mắng một xíu xíu thôi, chứ còn mình mà để ảnh hưởng đến lớp cái tội nó to gấp 10 á. Bây giờ một cái tội to ở level 1 với tội là to ở level 10, ông chọn cái nào? Tôi là tôi chọn cái kia, thôi tôi đi đây tôi ghê lắm. Sao mọi người đi hết vậy? Dịch ơi, dịch để tôi. Vậy giờ mình qua đây vậy giờ mình đi chơi hả? Đúng rồi, vô cái tiệm gọi là mới cứng này. Trời ơi, cạc nguyên cái máy không của nó đã 70 triệu rồi. Ghế ngồi êm cực luôn, trời ơi, mà nhiều người đến đây lắm. Mà lại còn đang giảm giá giờ chơi đó, trời ơi. Vậy đi vô, cái này cái tiệm net đó phải không? Đâu, tôi mở cửa vào. Vào đây Dịch, vào đây. Thấy chưa, nhìn coi. Trời ơi, luôn. Mấy cái máy tính này đẹp quá hả? Ôi, đẹp không? Đẹp ghê luôn á. Nhìn máy mới mà bàn phím mới, chuột mới, lót chuột cũng mới luôn. Trời ơi. Wow, để tôi ngồi thử coi. Trời ơi, đã quá. Cái máy này bấm sướng tay ghê luôn. Ngồi vô. Trời ơi, vô. Giờ vô mình chơi gì đây? Mình chơi sinh tồn mini world nha. Chơi sinh tồn mini world đi. Chơi sinh tồn xong rồi tí mở phòng cho các bạn vào chơi nữa. Trời ơi, nhiều người chơi mới vui. Chào mấy bạn nha. Mình là người mới, mình mới đến đây lần đầu. Tiệm ê, đẹp ghê luôn á. Nhưng mà chơi cái này mình phải nạp thẻ, mình phải nạp tiền á, mình chưa có tài khoản đây sao chơi? Ủa giờ tạo tài khoản hả? Ông đưa tiền tôi đi, tôi nạp cho. Rồi tiền ăn sáng đâu vứt đây coi. Tiền tôi nãy tôi đi học trễ, tôi không đem theo tiền ông có đó. Ông cho tôi mượn đi rồi tôi trả cho. Cho mượn nha, mai giả nha, rồi tôi đi nạp tài khoản đó. Ủa ông đi đâu ạ? Ở bên dưới đây cũng có đó hả? Wow! Trời ơi, ở dưới đây có hầm luôn nè. Cái gì mà
Thôi máy móc đồ ghê quá. Wow, ôi trời, mình thấy thích cái chỗ này rồi anh em ơi. Chắc là từ bây giờ mình sẽ thường xuyên đến đây chơi quá. Ở chỗ này quá trời máy tính đẹp luôn. Ôi, anh đi nạp tiền đi cho tôi chơi tí đi, tôi chơi game thử coi. Hồi game vui ghê luôn anh em. Ôi đúng là máy tính điện chơi game mà. Coi tài khoản có tiền chưa? Vừa nạp xong rồi á, vừa nạp 20.000 đó. Coi à, chưa? À, từ nãy giờ tôi đang chơi nè. Trời ơi, chơi sinh tồn mini world vui lắm luôn á. Đi vô đúng rồi, vô chơi. Mày ngon không? Trời mày mượt chứ sao này mạng căng đét này đẹp luôn. Ê con nói nghe nè, ngồi đây nha để tôi ra tôi mua mấy cái thẻ Garena rồi về anh em mình nạp, anh em mình mua skin để mặc nha. Tôi đang ôi. Ok. Ờ mình chơi game tiếp thôi. Trời, đúng là máy tính xịn anh em ơi. Đâu để mình đi mình coi. Có ở chỗ này còn có cả bán truyện tranh nữa nè. Wow, cái tiệm net này có bộ ghê nha. Thôi mình vô mình chơi tiếp. Trời ơi, đúng là máy tính xịn. Ở trong này nè, ở trong này nè. Đâu? Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Ở trong này nè. Ui. Đây nè. Ui chạy. Nấp trong này nè. Đó, ở dưới đây nè. Chạy mày. Mày chạy mày. Sáng sớm kêu con đi học, không bắt đầu bia. Ra đây coi. Ủa sao ba biết con ở trong tiệm net này mà ba tới đây ba kiếm con vậy? Tôi nói nè, cô giáo gọi điện về nhà kêu là hôm nay cháu Phong không đi học. Xong rồi ra đến lớp thì Timmy nó nói là Phong nó đang đi net rồi, có Timmy dắt ba qua đây nè. Giờ đúng không? Timmy, ba nghĩ gì vậy? Bạn bè với nhau tiên bà đi bà mét ba tôi đi trên net. Tôi không có khai gì hết á, tại cô nói tôi mới khai thôi. Chừng nào cô đâu có hỏi là tôi đâu có nói đâu, tại cô nói là tôi mới khai thôi. Bà nói dối không được. Không nói nhiều nữa, lên đây. Ba ơi, ba tha cho con đi, con mới đi trên net lần đầu mà. Tội này là tội tày đần rồi, đi về. Bây giờ về làm gì? Về nhà ăn cơm hả? Hay gì? Về nhà hả? Ăn đòn đi. Ê trời, mấy bạn ơi, chết mình rồi trời. Mới ngày đầu tiên đi chơi net mà đã bị bắt rồi. Tới giờ sắp tới nào cũng bị quýnh cho tét mông luôn á. Bà Timmy, bà nhớ nha. Bà nhớ bà mét ba tôi lần sau bà đi chơi tôi mét ba bà cho coi. Lẹ mày. Đâu chán ghê trời, mới chơi net ngày đầu bị quýnh thì dạ nằm xuống nè. Bà tha cho con, đừng quýnh con đâu bà ơi. Trời ơi ba, tha cho con đi, quýnh từ nãy giờ đau lắm rồi, tét cái mông luôn rồi nè. Nín ông, cả khóc cả nắm nè, nín chơi. Con nằm xuống nè, con đau rồi, tôi đọc nhầm nè, đau rồi, sợ rồi, đừng quýnh nữa. Ngồi dậy nghiêm túc nghe ba nói nè. Dạ, sao ba? Giờ ba nói con nghe nè, con dạ. Biết không, ba đánh con một cái thì ba đau 10 lần, biết sao không? Sao? Bởi vì là mỗi khi đánh con á thì ba đau tay, ba đau lòng đó. Bây giờ con đi học con bọc ba là cầm lưng nuôi con ăn học mà con không học, con lại mê mải mê đi net. Bây giờ cuộc sống công nghệ 4.0, con tiếp xúc công nghệ đấy là một điều rất là tốt, nhưng mà trong khi mà con tiếp xúc công nghệ con lại bỏ bê cái việc học, như vậy là con đã biết là mình sai sót chỗ nào chưa Phong? Dạ con biết rồi, tại hôm nay mà con đi trễ á cho nên là tự nhiên dịch ông dịch ông rủ con đi chơi chứ con đâu muốn đi chơi đâu, với lại kiểu mà vô á thấy mấy cái máy tính cũng đẹp quá cho nên là con nghe lời con chơi game luôn. Ba dẫn con về nhà hôm nay là việc ba dẫn con không phải là bởi vì con đi chơi, mà ba dẫn con bởi vì con bỏ học. Còn á, cái việc con đi chơi ba không có cấm, nhưng con một ngày chỉ được chơi tối đa là 1 giờ thôi, nghe không? Dạ, vậy có nghĩa và là... Và cái giờ đó tuyệt đối là không được trùng vào giờ học. Dạ, vậy con hứa ba, từ nay con không trốn học nữa. Con sẽ đi học đầy đủ, sau đó về nhà con ăn cơm rồi gì xong con mới đi chơi. Mà chỉ được chơi có 1 tiếng ha ba? Đúng rồi, 1 tiếng thôi, bởi vì không phải là ba sợ con chơi nhiều nó hại đến việc học, mà không chỉ đơn giản việc học đâu con, nó còn là đôi mắt kìa. Giờ con cận rồi, con chơi nhiều, con chú muốn thành Phong đuôi không? Không, con chỉ muốn là Phong cận thôi, con không muốn làm Phong đuôi đâu. Đó, nếu mà không muốn trở thành channel Phong đuôi thì con phải cố gắng lên, nghe chưa? Dạ, vậy con hứa rồi, từ nay con sẽ hứa ba là từ nay con sẽ ngoan, con sẽ đi học đầy đủ, con không có trốn học nữa. Dạ, con xin lỗi. Ngoan thì cái gì cũng có, dễ nghe để ba đi làm nghe. Dạ, ok anh em ơi, coi như là mình có lỗi quá. Anh em cũng biết đó, thì cái việc học cũng là một cái việc rất là quan trọng. Anh em muốn chơi game thì anh em cũng có thể chơi, nhưng mà đừng có chơi nhiều quá, anh em chỉ chơi để giải trí thôi. Một ngày anh em chỉ cần chơi từ 1 tiếng đến 2 tiếng thôi. Anh em đừng có chơi nhiều quá nha, chơi nhiều quá là hại đến mắt nè, rồi mình còn bị học dốt nè, cho nên ba mẹ sẽ buồn đó nghe chưa. Bây giờ mình vô mình học bài đi. Mình có lỗi với ba mình quá, mình vô học bài mới được. Nhầm, trời ơi, đồ ăn ngon quá anh em ơi. Ok anh em ơi, thì hôm nay vẫn là ngày
tiếp tục mình sẽ đi học như mọi buổi sáng hàng ngày, ngày nào mình cũng phải đi học hết á. Và bây giờ mình đã bắt đầu mình ngoan hơn rồi, từ nay mình sẽ không trốn học nữa, mình sẽ ăn sáng và đi học đúng giờ. Trời ngon quá. Ủa mấy giờ ta? Ủa chắc mà ăn vậy cũng no rồi đó, thôi để đây đi. Chiều giờ dọn, giờ mình phải đi học chứ, cái đã không thôi bị trễ giờ á. Đi học thôi. Ủa mình còn mang hai cái đùi gà gì vậy? Thôi kệ, mang hai cái đùi gà để giờ ra chơi mình ăn. Lên đến trường rồi. Yeah, vô học thôi. Hello Dật. Chào ông. Trời hôm nọ tôi kêu ông trời tôi đi mua thẻ về nạp mình mặc skin cái rồi. Anh mình đua răn mà ông để tôi đua mình, tôi thua quá trời đất luôn. Cái bữa đó là tôi đang chơi, tôi bị ba tôi phát hiện, tôi trốn học đi trên net, tôi cũng bị quýnh á. Từ nay ông đừng có dụ tôi đi trên net nha, tôi không có đi nữa đâu. Gì? Phong Cận không bao giờ đi net. Trời ơi, ông cù lét tôi cái cho tôi cười. Thôi, cù lét lại. Trời ơi. Rồi, thôi, bớt xạo đi. Trời ơi, hôm nay mấy cái môn học này ít quan trọng lắm, với cả giáo viên hiền khô à. Đi ra net làm trận ranh tiếp coi, gần hết mùa rồi. Thôi, tôi hứa với ba tôi là từ nay tôi sẽ làm học sinh ngoan. Tôi không có đi trốn học đi trên net nữa. Mỗi ngày tôi chỉ đi chơi 1 tiếng, 2 tiếng thôi rồi tôi về. Bạn chân ơi, duyên số sinh ra chúng mình thời thơ ấu, đến lúc mà ta đi nét dần, đi nét đi, trời ơi, học thành làm chi hoài à. Thôi ông nè vịt, ông cứ trốn đi chơi nét kiểu này có ngày ông học dốt luôn á. Giờ mình vô mình học gì, đi gì, gì, nói gì sao hôm nay ông tôm đồ vậy? Đâu đừng quýt tôi, làm gì vậy? Ê làm gì móc cây đánh người ta vậy? Đâu đang chơi là bóng chày. Bóng chày gì Phong ơi, có sao không vậy? Tôi thấy ông đánh ông quá trời luôn. Tôi không đi chơi nét với ông, với động quýnh tôi á. Trời ơi, tôi đã nói hôm bữa tôi đã nói với ông rồi á, là hả đi học đi không chịu nghỉ chi rồi hả, bởi vậy thành tích của ông đã kém rồi, bây giờ còn đánh bạn nữa. Tôi cho tôi mét cô cho mặt coi. Thôi Phong ơi, đi vô học đi. Mét cô hai, tôi sẽ mét cô đằng hả cô xử ổng. Người gì đâu kỳ cục mà, đi Phong. Vậy mình vô lớp học. Ông lại đi chơi nét nữa rồi kìa. Tôi đi. Ông đi. Ông có sao không vậy? Tay chân có bị gì không? Không, tôi bị quýnh nhẹ có cái à. Cảm ơn Timmy nha. Trời ơi, không có Timmy tôi bị quýnh chết quá. Ok, đi vô lớp học thôi. Hôm nay đi học nè. La la la. Ok anh em ơi, thì anh em biết gì không? Hôm nay mình đã đi học và mình đã làm môn toán được đến 10 điểm lận. Hôm nay mình sẽ về mình khoe cho ba của mình nha. Về mới được. Trời ơi, kỳ này ba mình mà biết tin mình được 10 điểm, trời ơi, chắc chắn ba mình sẽ vui ghê luôn á. Từ nay mình biết về từ trước, mình đừng có nên nghe lời vịt đi trúng đi chơi net là chết mình rồi. Chào ba. Thưa ba, con mới đi học về. Ủa con mới đi học về hả? Dạ. Hôm nay trông tung tăng vậy con. Trời ơi, hôm nay con được đến 10 điểm môn toán lận đó. Gì? 10 điểm? Kém, người ta phải được 11 điểm mới cao. Ủa con nhớ là chỉ được 10 điểm, Việt Nam mình có 10 điểm thôi mà làm gì có 11 điểm. Ba nói dớ ngon thôi, trời ơi. Rồi ngồi đây này, trời ơi, dạ. Nay ba mua quá trời đất đồ ăn gà, rồi Coca, Pepsi, rồi Capsi, ăn này, trời ơi, ngon. Dạ, ngon. Mừng con trai cưng của ba được 10 điểm. Trời ơi, hôm nay ba còn có một niềm vui to lớn khác dành cho con. Ủa là gì vậy ba? Bí mật, bây giờ, con đứng ngay. Đứng đây. Quay lưng lại, phía ba con đứng lại. Đó. Rồi, bây giờ con đi lùi. Lùi lại. Rồi, cú mặt đất, rồi. Rồi, quay lưng sau. Sao? Quay lại sao? Ngửa lên. Trời ơi. Vàng PC 100 triệu. Cái gì 100 triệu hả? Trời ơi. 100 triệu. Wow, trời ơi, có bàn phím nè, bàn phím cơ nè. Ba màn hình luôn. Chuột xịn, ba màn hình luôn. Ui, nhìn thùng PC kìa anh em, đẹp quá à. Ui. Trời ơi, cảm ơn ba nha. Trời ơi, vàng PC trong mơ ước của con nè. Cảm ơn ba nha. Trời ơi, nhưng mà con nghe nè, vàng PC này á là bây giờ con chơi nó rất là khủng, con thích chơi gì được hết á, nhưng nhớ là quy định là chỉ 1 giờ trên 1 ngày thôi, nghe không? Dạ con dạ. Con mà chơi nhiều là ba tịch thu nghe chưa? Dạ, con hứa con học bài xong con mới chơi chứ con không có chơi trước đâu. Riêng hôm nay là hôm ngoại lệ, là hôm nay là hôm đầu mới mua. Hôm nay được chơi 5 tiếng luôn. Trời ơi, cảm ơn ba nha. Đúng rồi, ba đi ba làm việc tiếp đây. Dạ. Trời ơi, mấy bạn thấy không đó? Những bạn nào mà muốn chơi máy tính á thì các bạn chỉ cần học thật là giỏi thôi, là ba mẹ của các bạn thấy bạn học giỏi thì ba mẹ của các bạn sẽ mua tặng các bạn ngay thôi đó. Các bạn thấy không, vàng PC của mình thấy không đó. Nếu như mà từ trước giờ mà mình không chịu học giỏi, mình mà trốn học đi chơi net là thế nào, mình còn bị quýnh nè, vừa bị quýnh mà còn vừa không được chơi nữa. Thế nên là các bạn phải học thật là giỏi thì ba mẹ của các bạn thấy các bạn học giỏi thì sẽ mua máy tính cho các bạn chơi để các bạn giải trí nha. Những bạn nào mà học cực kỳ giỏi á thì tất nhiên tất
nhiên là sẽ được tặng ngay thôi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em đã thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube các thành viên trong team Hero bọn mình, đó chính là anh Mr. Bịch, Timmy TV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero bọn mình nha. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi.